Nhãn lồng là loại dây rất quen thuộc, mọc rất nhiều trong vườn nhà mà người dân thường hái đọt để làm thực phẩm. Đây là cây thuốc nam quý với nhiều công dụng. Đặc điểm chung của dây nhãn lồng còn có tên gọi khác là cây lạc tiên, cây chùm bao, cỏ hồng tiên theo cách gọi của dân tộc Thái, dây lưới, mò pì, mát quánh mon theo cách gọi của dân tộc Tây. Nhãn lồng là một loại cây mọc leo, thân mềm, trên có rất nhiều lông mềm, lá cây mềm, mọc so le, hình tim dài từ 6 đến 10cm, đầu tua cuốn thành lò xo. Hoa nhãn lồng mọc đơn độc, năm cánh màu trắng hay hơi tím nhạt, trái có hình trứng bọc bởi lớp vỏ lưới, áo ngoài. Mùa hoa vào khoảng tháng 4 và tháng 5 hàng năm, mùa trái rơi vào khoảng tháng 5 đến tháng 7. Dây nhãn lồng mọc hoang dại ở khắp nơi trên đất nước ta. Khi thu hái và chế biến chúng, ta hái toàn cây trừ rễ của dây nhãn lồng. Dùng tươi hay phơi khô, chế thuốc sắc hay pha rượu thuốc, không cần chế biến gì đặc biệt. Tác dụng của dây nhãn lồng. Theo nghiên cứu của y học hiện đại và theo y học cổ truyền thì nhãn lồng là thuốc an thần, gây ngủ, điều kinh, điều trị suy nhược thần kinh, ho, phù thủng. Lá giả đắp ngoài chữa lở loét ở chân, ung nhọt hay viêm mủ da. Ngoài ra đọt nhãn lồng nấu thành các món canh, món này giúp cho cơ thể nạp được nhiều lượng vitamin, đặc biệt là vitamin B2 có lợi cho sức khỏe, giúp cơ thể được thanh lọc và chống lại các cholesterol có hại. Một số lưu ý khi sử dụng dây nhãn lồng có tính nhuận tràng cao, làm tăng co bóp ruột. Phụ nữ có bầu và sau khi sinh không nên trực tiếp dùng, tốt nhất nên nấu nước hoặc là pha trà uống để đảm bảo an toàn. Nên uống nước nhãn lồng khi còn nóng và không dùng nước trà để qua đêm vì dễ bị thiêu và gây đau bụng.